Thưa quý vị, bất cứ mặt hàng nào có sức tiêu thụ mạnh mẽ trên thị trường thường cũng dễ bị làm giả. Một số sản phẩm của Nutrition Depot cũng không đi ngoài thông lệ đó. Sữa ông chúa 63, 63.1 cũng như thuốc nghệ. Thưa quý vị, chúng tôi đang cầm trên tay hai chai thuốc 63. Quý vị không biết thứ nào là giả, thứ nào là thật. Vậy muốn mua thuốc thật, quý vị phải mua tại các đại lý chính thức của công ty Nutrition Depot. Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Gần đây một số người sau khi uống sữa ông chúa 63 thì đã thấy không còn công hiệu như lúc trước. Điều tra thêm mới biết họ đã mua những hũ sữa ông chúa giả từ những đại lý không chính thức của công ty. Vì thế, để bảo đảm cho sức khỏe và để tránh tình trạng tiền mất tật mang, xin quý vị hãy mua sữa ông chúa 63 và 63.1 tại các đại lý chính thức của công ty Nutrition Depot. Kính thưa quý vị, từ giờ đến cuối năm, quý vị mua 5 hũ sữa ông chúa số 63 sẽ được tặng một hũ free. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi Nutrition Depot 1-800-501-6058. Email xin vào thuocbau.com.